Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Những thông tin COVID-19 trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay, thứ năm, ngày 23 tháng 12. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đến 17 giờ ngày 22 tháng 12, toàn tỉnh ghi nhận thêm 13 ca mắc COVID-19, bao gồm một trường hợp tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, 6 trường hợp tại thành phố Cao Bằng, 6 trường hợp tại huyện Trùng Khánh, Đến nay, Cao Bằng ghi nhận 285 ca mắc COVID-19, trong đó 228 ca ghi nhận trong cộng đồng. 57 ca có yếu tố dịch tễ từ vùng dịch trở về địa phương. Số ca tử vong một bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền kèm theo. Số ca điều trị tại các khu cách ly là 62 bệnh nhân, điều trị tại nhà 15 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh và kết thúc cách ly 206 bệnh nhân. Trước đó chuyển một bệnh nhân về Bệnh viện Than khoáng sản Hà Nội trong số 13 ca bị dương tính với SARS-CoV-2 đều đã di chuyển đi nhiều địa điểm trên địa bàn. Phần lớn, số bệnh nhân này đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ 2 mũi, tuy nhiên còn một số người chưa tiêm mũi nào. Tại thành phố Cao Bằng có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 5 trường hợp cùng gia đình có hộ khẩu thường trú tại tổ 2, phường Sông Bằng. Một trường hợp khác từ Hà Nội trở về có hộ khẩu thường trú tại tổ 1, phường Hòa Trung. Điều đang nói là 6 trường hợp bị dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Trùng Khánh thì có 5 trường hợp liên quan đến Lan Homestay, xóm Háng Thoang, xã Đàm Thủy. Trong số này, phần lớn là khách du lịch trở về từ tỉnh Thái Nguyên và Hà Nội đi xe khách về Cao Bằng, bao gồm nhà xe Khánh Hoàn, nhà xe Vĩnh Yến. Hiện tại, 5 trường hợp trên được cách ly theo dõi tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa Trùng Khánh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thành phố tiếp tục điều tra truy vết những người có tiếp xúc gần, chuyển cách ly điều trị các trường hợp F0, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, các trường hợp nguy cơ, phun khử khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, và nhà nước ta đã thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước. Đây là chuyến thăm Vương quốc Campuchia lần đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ 13 của Đảng ta luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia, cũng như tình cảm tốt đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia anh em. Chuyến thăm chỉ diễn ra trong hơn một ngày, nhưng chương trình rất phong phú thực chất gồm 16 hoạt động của Chủ tịch nước và các hoạt động của lãnh đạo một số bộ ngành tham gia đoàn. Thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao và trao đổi trực tiếp giữa các bộ ngành, hai bên đã đạt được nhiều kết quả toàn diện và quan trọng, một là chuyến thăm đã góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, tin cậy giữa hai nước cũng như tình cảm gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai bên. Hai là lãnh đạo hai bên đã nhất trí cao về các chủ trương, biện pháp lớn nhằm tiếp tục đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Ba là chuyến thăm là sự kiện khởi động cho năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam để kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2022. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng. Nhìn chung lại, với các kết quả như trên, chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Vương quốc Campuchia đã thành công hết sức tốt đẹp, góp phần quan trọng tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký ban hành chỉ thị triển khai kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022 theo đó cục hàng không yêu cầu các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác đảm bảo an ninh an toàn xây dựng kế hoạch biện pháp kiểm soát giảm đến mức thấp nhất việc chậm chuyến hủy chuyến bay tăng cường công tác kiểm soát đảm bảo an toàn hàng không Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, các hãng hàng không đã mở bán hàng hàng triệu vé máy bay Tết, giá rẻ chỉ vài chục nghìn đồng, chưa bao gồm thuế phí, với nhiều lựa chọn đa dạng về giá, giờ bay và đặc biệt là các điều kiện hoàn, đổi vé linh hoạt giúp hành khách chủ động lập kế hoạch đảm bảo đạt được chỗ trong dịp cao điểm và dễ dàng điều chỉnh lịch bay khi có nhu cầu. Chuyển sang một số thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19. Do số ca mắc COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19. Cụ thể, giả soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung điều trị COVID-19, nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến, cung ứng và bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân – bảo đảm oxy từ tuyến cơ sở đến bệnh viện các tầng 1, 2, 3, phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí cách ly điều trị. Triển khai toàn diện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ để tiêm đầy đủ vaccine, tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng và mạng lưới các tình nguyện viên, thầy thuốc đồng hành, tổ chức thiện nguyện, người có tâm huyết, người bệnh COVID-19 đã bình phục, y tế tư nhân, chính quyền cơ sở, tổ dân phố cùng tham gia vào tư vấn điều trị, chăm sóc, quản lý người nhiễm tại nhà. Số F0 tăng cao khiến hệ thống y tế cơ sở của Hà Nội trở nên quá tải vì nhân lực mỏng và cùng lúc phải làm rất nhiều việc như xét nghiệm, quản lý F1, điều trị F0 tại nhà, đồng thời chăm sóc sức khỏe cho người dân thủ đô. Tại quận Đồng Đa, trong những ngày qua đã ghi nhận tới hơn 2.000 F0, trong đó 90% không triệu chứng và triệu chứng nhẹ, có thể điều trị tại nhà hiện nhân lực tại các trạm y tế quá mỏng, không thể đảm bảo điều trị, hỗ trợ cho tất cả F0. Để giảm tải cho các trạm y tế, quận đã thành lập thêm hai khu thu dung điều trị F0 nhẹ và không triệu chứng. Khu tiếp nhận F0 tại Đại học Thủy Lợi dù mới thành lập cách đây một tuần, nhưng đã có tới 500 bệnh nhân với 9 nhân viên y tế được điều động từ một số bệnh viện. Theo số liệu trong nghiên cứu về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến nhân viên y tế Việt Nam mới được công bố, có tới 80% gặp khó khăn chỉ có thể trả một phần hoặc không thể trả chi phí sinh hoạt. 70% bị lo lắng, thậm chí trầm cảm, 40% suy giảm sức khỏe, dẫn đến 25% giảm mức độ hài lòng với công việc. Quá tải không chỉ gây áp lực đến đội ngũ y tế ở Hà Nội mà còn trên nhiều tỉnh thành phố trên cả nước khi số ca mắc tăng cao. Điều này ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe thể chất và tinh thần của cán bộ nhân viên y tế, nhất là đội ngũ tham gia chống dịch. Theo Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, phiên bản thứ 5 có mã 4.1.4 của ứng dụng app phòng chống dịch PC COVID hiện đã có mặt trên hai kho ứng dụng phổ biến App Store và CH Play. Trong phiên bản mới, ngoài việc đồng bộ lại dữ liệu mũi tiêm vaccine phòng dịch của người dùng, PC COVID cũng được bổ sung thêm hai tiện ích, dữ liệu COVID và hotline 24 trên 7. Trong đó, tiện ích dữ liệu COVID giúp người dùng theo dõi các số liệu về dịch COVID-19. Hotline 24 trên 7 được sử dụng trong trường hợp người dùng cần hỗ trợ liên quan đến ứng dụng PC COVID. Bên cạnh đó, trong phiên bản mới, nhóm phát triển ứng dụng cũng hiển thị thêm cấp độ dịch của nơi người dùng đến. Cụ thể, khi người dùng đến các địa điểm có phân luồng, ứng dụng sẽ giúp nhân viên kiểm soát biết được người đó đã từng quét QR ở những địa phương nào, đồng thời xem địa phương đó cấp độ dịch cao hay thấp, theo quy định của Bộ Y tế. Thông tin quốc tế, Tổng thống Joe Biden đã tìm cách trấn an người Mỹ về làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron sắp tới, đồng thời cố gắng thuyết phục công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tổng thống Biden đã vạch ra kế hoạch để ứng phó với biến thể Omicron dựa trên 3 trụ cột chính, đó là tăng cường xét nghiệm, đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng và nâng cao năng lực cho hệ thống bệnh viện có nguy cơ trở nên quá tải trong những tuần tới. Ông cho biết đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Mỹ điều động thêm 1.000 bác sĩ, quân y và nhân viên y tế quân đội đến hỗ trợ đội ngũ y tế và tăng cường năng lực cho các bệnh viện địa phương. Ngoài ra, hơn 300 nhân viên y tế liên bang đã được triển khai ngay từ khi Mỹ phát hiện biến thể Omicron, đồng thời xây dựng các địa điểm xét nghiệm liên bang mới trên khắp cả nước để giúp các bang tăng cường năng lực xét nghiệm. Nhà Trắng có kế hoạch mua 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 để phân phát miễn phí cho người dân có nhu cầu. Hiện tại, biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng ở Mỹ với 49 trên 50 bang và chiếm khoảng 3 phần 4 trên tổng số hơn 149.000 trường hợp mắc COVID-19 mỗi ngày ở Mỹ. Bản tin tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Chi cục thuế Nguyên Bình vừa tập huấn hướng dẫn chính sách thuế mới và triển khai hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, cán bộ thuế đã triển khai các văn bản của chính phủ, Bộ Tài chính mới ban hành như nghị định số 123 của chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh và quy định về hóa đơn chứng từ. Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn chứng từ, lập sổ sách kế toán, thời điểm áp dụng cách ghi chép, điều chỉnh, xác định doanh thu và một số nội dung khác giúp các hộ kinh doanh cá nhân kịp thời nắm được các chính sách thuế mới, lựa chọn phương pháp kê khai nộp thuế phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, qua đó sử dụng hóa đơn điện tử đúng quy định. Huyện Đoàn Hạ Lang vừa tổng kết công tác Đoàn hội và phong trào thanh thiếu niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Năm 2021, huyện Đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hạ Lang tổ chức 20 hoạt động lớn như tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm 80 năm thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh gắn với hội thi chỉ huy đội giỏi liên hoan tuyên truyền măng non về luật trẻ em, xây dựng công trình thanh niên, 100 bản tin thông báo trị giá hơn 100 triệu đồng cho các xóm, tập huấn mô hình trồng nấm hương và nuôi lợn cho hàng chục đoàn viên thanh niên tham gia, gia quân chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2021, xuân tình nguyện năm 2022. Bên cạnh đó, huyện đoàn vận động các đoàn viên thanh niên ủng hộ chương trình xây dựng nhà sàn Anh Kim Đồng, ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19, ủng hộ chương trình triệu túi an sinh, huy động ngày công lao động, hỗ trợ 44 hộ gia đình di rời trường trại ra khỏi gầm sàn nhà ở, giúp đỡ 15 hộ vận chuyển vật liệu, hỗ trợ gia đình chính sách, thu ngô, gặt lúa. Nhân dịp này, Ban chấp hành huyện đoàn đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu niên năm 2021. Trung tâm Chính trị huyện Bảo Lâm vừa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ hội nông dân ở cơ sở cho 46 học viên là cán bộ chủ chốt hội nông dân xóm bản, các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong 3 ngày, các học viên được học tập bồi dưỡng 5 chuyên đề, gồm một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, hệ thống chính trị ở Việt Nam, hội nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, tổ chức hội nông dân Việt Nam ở cơ sở, một số nghiệp vụ công tác của cơ sở hội. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp đội ngũ cán bộ nông dân ở cơ sở nâng cao nhận thức về vị trí vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần hoàn thành tốt công tác hội nông dân ở cơ sở. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.